chào các cụ nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các cụ một con hàng 2D, nó cũng phức tạp một chút, nhìn nó nhỉ nhằng này thôi. Tính ra là anh em học 2D tầm 1 2 3 tháng là chắc tay hoàn toàn có thể làm được con hàng này nhé. Đó, con hàng này thì nó mình đo chiều cao của nó là bao nhiêu, 60 này, ok anh em nhé, tương đối là cao. Con này chỉ có thể là cắt trên eto thôi chứ chả ai cắt con này trên màng hít cả anh em nhé. Con này là 35.5. Ok, đó, các kích thước chúng ta đã có đủ rồi. Thì bây giờ anh em cắt con hàng này, nếu mà cắt hai nửa được thì ok. Nếu anh em cứ cắt hai nửa xong rồi anh em dựng lên, anh em phạt cái mặt này này đi là xong nhé anh em nhé. Thì mình cũng cắt hai nửa thôi, cái mặt này mình để lượng dư mình không ăn tinh vào này. Thì xong rồi mình dựng lên mình phạt nó đi là xong nhé anh em nhé. Ok, để không nói nhiều nữa thì chúng ta sẽ khai bao phôi và chúng ta sẽ làm việc với con hàng này luôn. Ok nhé anh em, mình sẽ vẽ một cái đường vào đây. Đó, cái này chúng ta sẽ đổi thành cái màu trắng trắng này cho nó nhìn cho nó đồng màu anh em nhé. Đó, thì chúng ta đổi rồi. Bây giờ thì điều quan trọng nhất là chọn máy, máy phay mưu nhé anh em nhé. Ở đây Betacam có rất nhiều máy, máy tiện này, máy máy nhì nhằng này, đây mình không biết này. Đấy, mình chỉ biết máy phay, máy tiện này, máy tiện 30 và máy 40 50 rồi đấy. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ phải lắp sắt phôi cho nó. Cái này thì chúng ta sẽ vào create này, cách bốn đường to nhất này, create body board này. Ta sẽ khai báo là mỗi bên là 122, khai báo 127 nhé anh em nhé. Nếu quyết 127, 115 thì cho anh thành 120. Ok cho mình. Và chúng ta sẽ về gốc rồi. Sau này lên Betacam 2023 thì anh em sẽ phải kích hết chứ không có chuyện là chúng ta dùng lệnh đâu. Mình cũng đang tập kích cho quen, sau này bỏ Betacam 19 thì sử dụng 2023 thì chúng ta có thể kích như vậy anh em nhé. Đó. Đầu tiên thì với con hàng này thì chúng ta sẽ là phay mặt anh em nhé, mặt tua này anh em này, ta sẽ phay mặt đi để rồi cái đổi người chiều mũi tên. Ok, tôi giờ đây mình sẽ lựa chọn con dao phay 80. Ok, để chế độ 2D nhé anh em nhé. Đây chúng ta sẽ trừ 5 ly này, kép cắt này, tắt đi, đi nào thì chúng ta mở này lên và để là 55% được đi ra nhé, và chuyển sang bên này. Ok, đấy như này cho mình nhé. Và multipath thì giao 80 cái là 2 lần rồi, và cái này thì mình để vào tầm 60 chẳng hạn. Ok, phải không nhé anh em nhé, mặc định như này và bật nước luôn rồi. Đó, anh em có thể thấy có cái đường xanh xanh này là nó không nhấc dao lên nhé anh em nhé, anh em phải sửa đi. Và multipath này anh em tắt thấy cái phần cái vân đao đi cho mình. Đấy, nó sẽ cắt xong một đường này và nó sẽ nhấc quay lại, nó sẽ cắt từng nữa nhé anh em nhé, và tắt thành dao đi. Đây bây giờ chúng ta sẽ hoàn toàn là ăn bằng 2 bit con này nhé anh em nhé. 60 thì chúng ta ăn 30.5 anh em nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn con dao, đó chính là dao 10 đi, con tua này, à ta xin nhầm hàng, 2 bit nhé, Toolpath này, 2D 2 bit này và Dynamic Mean. Ok anh em nhé, anh em sẽ lựa chọn là chen đầu tiên, vòng chen ngoài cùng. Ok, cái chen thứ hai là chen anh em muốn giữ lại mà không ra, không cắt đấy. Đó, khoanh hết thành đường khép kín cho mình nhé, đường hở là sẽ không thể ra công được đâu, báo lỗi luôn đấy anh em nhé. Đây nó thành đường bao khép kín rồi. Ok, và mình sẽ lựa chọn con dao, đó là con dao em bên 10 phá thô tốc độ 3.000 anh em nhé. Offset ra là 2 ly đi cho thoải mái, mỗi lần ăn là 1.5, đi tầm 1.5 thì mình chỉ đi tầm 2.500 thôi anh em nhé, mỗi lần cắt là 1.5 này. Ok, đẹp cắt thì chúng ta sẽ để là 20 ly hoặc là tắt định được anh em nhé. Nếu mà con dao chúng ta tốt và khỏe, cái tô mà bằng phẳng, cả đây chúng ta sẽ trừ xuống là 50.2 đi rồi, và 1.2 là ok rồi. Ok nhé anh em. Phôi này chúng ta hoàn toàn là báo là phôi 60T nhé anh em nhé, 60T luôn chứ chúng ta không phải báo đến 65 đâu anh em nhé. Ra cua hai nửa, xong cái mặt này chúng ta để lượng dư và chúng ta sẽ gá lên cái tô dựng lên, nó sẽ dựng lên chúng ta phạt đi một cái này là xong anh em nhé. Rồi
Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là ăn cái hốc bên trong này. Hốc bên trong này chúng ta phải đo trước này, nó là sâu bao nhiêu. Sâu 18 này anh em nhé. Và tiếp tục chọn ALT 2 vào. Như bàn phím mà chúng ta sẽ lựa chọn cái đường bao đầu tiên của nó. Ok. Hay chữ bit này, bốc két này, những cái đường tre này nó không bắt buộc thì chúng ta đi đường nào cũng được nhé anh em nhé. Có một số nó yêu cầu đường chen hai đường thẳng song song với lại đường chen thuận nghịch, chúng ta phải tính toán. Đấy, đường chen hai chúng ta sẽ ok luôn và những giữ lại những cái gì chúng ta không cần cắt. Cái này chúng ta không cần cắt này anh em nhé. Đây, cái này không cắt này và cái này cũng không cắt này và cái này cũng không cắt này, chúng ta cần phải giữ lại anh em nhé. Đây, cái này không cắt này anh em nhé. Ok, cộng tiếp cái này không cắt này anh em nhé. Đấy, cộng tiếp này, cái này chúng ta cũng không cắt này. Ok. Ok nhé anh em. Đó. Ok nhé. Và ok luôn. Đấy, chúng ta sẽ vẫn lựa chọn dao chín này thôi. Cắt cho nó bằng hết thì thôi. Ok, đây chúng ta để là 1.5, 1.2 đi. Cái offset chúng ta tắt đi nhé. Lượng dư chúng ta 0.15 này. Nó chắc cú anh em nhé. Bên trên kia chúng ta để như vậy thì 0.1 là 10.000. Đó. Này để mặc định đi, anh em trừ xuống 18 cho mình. Anh em lưu luôn nó vào để sau đỡ phải chỉnh nhé anh em nhé. Ok cho mình. Đó, để nó loát. Sau khi nó loát xong thì nó hơi lâu nhỉ. Lại cắt kiểu này anh em, bật thành dao lên thế nào. Đây, nó cắt kiểu này nhé anh em nhé. Đây, cắt thành dao đi. Và chúng ta cắt thành trong rồi. Và chúng ta phải đo tiếp này. Cái mấu này nó là còn là bao nhiêu này anh em nhé. 15, tức là nó dâng lên 3 ly anh em. Mình sẽ đổi lại lượng dư ở đây nhé. Anh em sẽ đổi lại dư ở đây cho là 0.2 đi anh em nhé. Ok. Để sau này mình để lượng dư mình phản lại cái mặt này cho đủ Z anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải ăn cái đỉnh này. Chúng ta lại phải tiếp tục là hai speed dynamic min. Nếu mà 3D chúng ta chỉ cần ăn một nháy là xong rồi, chúng ta không cần phải làm nhiều chương trình nha. Nhiều chương trình này chỉ có ở 2D thôi, rất khổ anh em nhé. Không biết thằng nào nó gửi được gửi cho 2D, nhưng mà nếu mà mình làm con hàng này thì mình cũng dựng 3D lên mình cắt thôi, không có làm bằng 2D để sử dụng mà nghi nhằng ngay đâu anh em nhé. Ok. Ok luôn này. Anh em sẽ lựa chọn cho mình vẫn là con dao số 9 này. 2.000 thôi. Đây, anh em nhé, 1.2 0.15 này. Và đây là anh em sẽ để lại cho mình là trừ 15 đi nhé. Ok. Đấy, nó sẽ cắt này, anh em bật lên xem nó có vào thành không. Vậy không vào nhé. Ok anh em. Nên chúng ta tiếp tục đào hai sợi vít lốt chỗ này nhé. Vô số đường hai sợi vít anh em nhé. Cái này thì chúng ta từ nó xem nào. Cái này chúng ta là hoàn toàn là đường chen là chúng ta không có này. Chúng ta phải vẽ một cái đường từ cái điểm này sang sang đây nhé anh em nhé. Ok, rồi chúng ta tiếp tục là T 2 để đi ra mix min anh em. Đấy, ok đó, cái này anh em chỉ chọn một chen cho mình thôi. Ok, tôn cũng là con dao số 10 thô luôn anh em, để cho mình 3.000 cũng được, 2.000 được. Ok nha anh em nhé. 1.2 0.15 này, cái này xóa đi cũng được. Tiếp tục này, đây mặc định này anh em, có thể là trừ cũng là 36, đem cắt thì chúng ta có thể là để 20 ly một lần. Ok nhé, 35.5 này thì mình sẽ để là 36. Ok anh em nhé. Cái đoạn này tí nữa mặt sau mình cũng phay đi rồi, mình không cần thiết ăn sâu hơn. Hai đường bật từng dao 2D chúng ta để kiểm tra. Đây thì chúng ta sẽ ăn lại cái góc này là bao nhiêu, góc 10. Ok nhé anh em nhé. Đó, vậy là chúng ta đã phá thô bề mặt bên trên con hàng này rồi. À, cua hai nửa nhầm nhé anh em nhé. Mình cua hai nửa thì mình cái này mình phải cua xuống tầm 36 anh em này, chứ không thể là mà 30 được. 36 anh em nhé. Đấy, tại vì nó qua cái khớp này đi không thì nó lại có vết ở đây thì to đòn đấy anh em nhé. Ok, của số 36 tí mình ăn tinh cũng số 36 luôn.
Ok nhanh nha. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ xem cho cái góc này nó là bao nhiêu anh em nhé. Bốn mươi lăm độ. Ok nhanh em. Bây giờ chúng ta sẽ ăn tinh lại cái con hàng này thôi. Ăn tinh lại là xong nha anh em nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ăn tinh bằng con tua. Đấy, con tua chúng ta ăn lên bên dạng là ngoài cùng này. Ok anh em. Đó. Rất là nhẹ nhàng thôi. Ok. Ta sẽ lựa chọn con dao số 10. 10 tinh nha anh em nhé. Và 1.000 trắng dao 600 tốc độ 10.000. Ok, em xóa đi cho mình nhé, nhưng mà không xóa là hỏng ăn đấy. Tắt đi anh em nhé, mình thứ ba tắt đi. Để chúng ta sẽ trừ 36 này, khi nào chúng ta bật lên cái này cũng được. Ok nhé, 1.1 rồi. Và chỉ tắt cái bên dưới đi thôi. Ok, đó chúng ta đã có một đường này. Ok nhé, nếu mà me anh em mà không đủ lớn thì anh em có thể bật dép cắt cho mình là 20 ly khi con đao. Đây nó sẽ hiện ra là hai cái đường bao luôn. Ok, nó tự chia ra là hai đường bao giống nhau ấy. Mình để 20 ly nhưng mà ăn xong 36 nó tự chia ra mỗi lần là 18 cái ly nhé anh em nhé. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ ăn cái thanh này, tiếp tục là con tua 2D đâu anh em nhé. Đó, và ngược lại này anh em sẽ ăn này, dao 10 vẫn là dao 10 thôi, và anh em sẽ trừ số mình cho mình là 18. Và đây chúng ta đã có ăn tinh thành, và chúng ta sẽ phải ăn tinh mặt này. Mặt này thì chúng ta ăn bằng bốc két nha anh em nhé, mình sẽ tạo cái lệnh bốc két luôn cho nó này. Ok, mình sẽ tạo cái lệnh, mình sẽ bắt đầu dao 10 thôi anh em. Ăn đây là ăn phái sinh nhé anh em nhé. Cái này là chúng ta chọn zig zag cũng được. Ok, dép cắt tắt nha anh em nhé, tại vì ăn hai speed rồi. Trừ số 18 đi cho mình. Ok, đây nó sẽ báo lỗi này. Báo lỗi thì mình sẽ kéo cái lệnh ở trên này xuống này. Mình chen trên này xuống nha anh em nhé. Mình kéo đường chen này xuống này. Paste vào đây và chúng ta sẽ toát lại. Tắt đường dao trên này đi anh em nhé. Đấy, mình đỡ phải chọn đường bao nhiều lần, nó mất thời gian anh em nhé. Thì đây, nó chính là đường đi của mình đây. Thì nó bậc bậc này thì anh em có thể là bật Philips lên cho mình, bật Philips lên. Ok, nó loát hết đi anh em nhé. Cái này anh em cũng có thể là không luôn cho mình đi. Ok, đó. Rồi chúng ta sẽ ăn tinh cái mặt này nữa này, cũng là vẫn là bốc két thôi, bốc két anh em nhé, tinh cái mặt này. Ok, vẫn là con dao số 10. Ok, phải sinh nhé. Ok, vẫn bình thường thôi, em trừ xuống 15 cho mình. Đó, mình sẽ không hướng dẫn anh em mà cắt những cái lỗ này nhé, lỗ này thì nó quá đơn giản rồi. Anh em có thể là khoan con dao phi 8 xuống và khoan tiếp cái lỗ phi 4.5 này, tổng và phi 8 anh em sẽ khoan xuống tầm bao nhiêu trên hình này thì anh em sẽ đo nhé. Đây, 25. Đấy, anh em sẽ khoan cho mình nhé. Cái này anh em sẽ khoan trước hay khoan sau tùy anh em. Mình khuyên anh em là lên khoan trước. Đấy, tạo lệnh phay mặt xong chúng ta khoan luôn một loạt hai xe bít như thế này. Và chúng ta sẽ ăn chamfer lại tất cả cái hình như này. Bây giờ là cái này anh em phải cắt riêng nhé, nếu mà cắt 2D ấy, cắt 2D anh em phải cắt cái này riêng nhé, tại vì là nó sâu xuống hẳn rồi. Nếu mà nó ở trên bề mặt này thì anh em có thể là để độ được, mình đo là 45 độ đây nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ để là hai lệnh này, mình để ra toolbar riêng, cắt hai lệnh đấy nhé anh em nhé. Thì mình đánh nghĩa là nó là trừ 10 đây này, nó là trừ 15 này và trừ 18 anh em nhé. Nếu mà chúng ta để trừ 15 trừ 18 thì nó bay ra tít ngoài này anh em nhé, thì chúng ta không cắt được. Rồi, con tua này giờ thì chúng ta sẽ lựa hai cạnh này. Ok, cộng tiếp lựa hai cạnh này. Đó, tôi mình sẽ lựa chọn con dao Edwin 4 này, dù 0.1 đây, 0.1 đây, ép cắt thì chúng ta sẽ bật ép cắt lên để 0.8
0.4 này, 0.5 à, cho 4 này, để 0.4 này anh em nhé. Và chúng ta bật đây là 45 độ này. Ok, click in now thì thôi thật đi. Đó, cái này chúng ta sẽ để là trừ 3. Đó, và chúng ta để, nếu chúng ta để trừ 15 đây và trừ 18 ở đây thì cái lệnh 2D này nó lại không thành nhé anh em nhé. Để nó bay không tít này, bay rất xa này, nó cắt ở đâu ấy. Nên là anh em sẽ chỉ là trừ 3 này, anh em cắt xong rồi anh em xuất cái lệnh này ra anh em cắt nhé. Đó, và anh em sẽ trừ Z trên máy xuống là 15 ly và anh em cắt nhé anh em nhé. Nó trừ rất tổng 15 ly và anh em cắt lốt cái này. Đấy, giờ mình sẽ copy cái này xuống, copy after này, này mình sẽ đổi thành con dao bao nhiêu, cầu 3 nhé, cầu 2 đi. Ok, cầu 2000. Đó, này xóa đi anh em nhé, tiếp cắt chúng ta để là 0.1 này, vẫn kiếp tuần đào bình thường rồi, và loát lại thôi. Đó, anh em xuất cái chương trình này ra, anh em cắt xong rồi, xong rồi em xuất cái chương trình này này ra, anh em đổ vào máy và anh em trừ Z đi xuống 15 cho mình. Rồi, trừ Z xuống 15 cho mình thì anh em mới cắt được cái hình như này. Còn đây là nó sâu vọng xuống này thì anh em không cắt được nhé. Và chúng ta xem phơ nữa, trên này chúng ta xem phơ nữa là xong, nhưng mà xem phơ nó quá dễ rồi, mình sẽ không hướng dẫn anh em xem phơ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lỗ máy này xem nó ra thì nó có cái gì không. Ok nhé anh em. Đây, có ấy, nó cắt này. Anh em có thể thấy nó đang oanh tạc cái cục sắt này đây, cái cục nhôm thôi. Đấy, oanh tạc anh em có thể thấy, ui, nó oanh tạc kìa. Ui, nó oanh tạc ấy. À, cái này thì mặt dưới này thì anh em không cần phải bật hai lần đấy, tại vì cái mặt trên này nó cắt rồi. Đây. Đây, anh em không cần để hai đét cho mình, anh em để một đét thôi. Tool này, tiết kiệm thời gian. Em cắt anh em tắt đi nhé. Đó, anh em để một đét thôi, tại vì cái mặt trên này nó phạt hết rồi. Thôi, thế là chúng ta đã thành một con hàng gia công rồi. Anh em nhé, rồi xong rồi chúng ta sẽ crop cái này vào một LV này anh em này. Chúng ta sẽ đối xứng là mặt hai. Xóa hết này đi là đỡ vướng mắt này, anh em nhé. Ta sẽ cho hết vào LV1 này. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ đối xứng lên. Đối xứng lên. Winner đối xứng lên anh em nhé. Copy. Ok. Và chúng ta sẽ copy thành LV2 nhé anh em nhé. Mình sẽ copy thành LV2. Move đi nhé. Tích cái này thành LV2. Và anh em bật Alt+Z lên cho mình. Máy đỡ quá. Kích vào này. Bật Alt+Z anh em bật LV2 nhé. Tắt LV1 đi. Ok. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu bật mặt hai thôi anh em nhé, lấy gốc lại. Đấy, lấy gốc lại. Ok, đây thì nó là như thế này. Đây giờ mặt hai nó sẽ là cái đỉnh này nó sẽ nhô lên đây và có hai cái rãnh này, anh em nhé, thì nó cũng không có gì đâu. Cái rãnh này mình đo xem là nó dài bao nhiêu, 10 à, 10.25. Anh em dùng dao 11 anh em có thể ăn được. Multipass. Ok nhé, mình sẽ tạo cái lệnh luôn này. Cái lệnh nào trên này mình copy xuống được thì mình copy nhé. Đây mình copy cái lệnh phay mặt xuống này. Ok. Mình kích vào cái này để cho nó hiện ra cái đường này nhé. Anh em không thấy cái đường này thì anh em là chương trình nó không ra. Bây giờ thì mình vừa có cái lệnh phay mặt xong nha anh em nhé. Tiếp theo mình sẽ hai speed để còn lại mỗi cái đỉnh này thôi anh em nhé. Ok, 24.5. đây mình sẽ copy lốt cái lệnh hai speed này xuống nữa này, copy xuống này anh em nhé. Cái lệnh này thì lúc đấy mình ăn xuống 36 rồi anh em nhé, thì hết cái này đi. Vừa rồi là mình ăn xuống 36 thì bây giờ mình sẽ là ăn xuống 60 trừ 36 thì còn là 24.
trăm năm nhé anh em nhé. Đó. Ok. Và thì anh em gái anh em phạt cái mặt này đi cho nó đỡ có khớp cho mình. Đây, cái phạt cái mặt này. Đỡ khớp cho mình, đấy. Có cũng chỉ là hai service thôi anh em nhé. Không chả có gì cả, mình sẽ tạo một lệnh hai service tiếp này. Con tua này, à, hai service này. Và mình sẽ ăn thôi. Ăn tổng thể cái khối này. Đây. 2018 à 2022 thì mình chỉ cần kích một lần thôi, và mình cái mũi tên này mình sẽ cho chạy tự động nhé. Đây mình phải kích lần lượt. Nó không được khôn như 2023 được. Ok, và cái gì mình cần giữ lại là cái đỉnh chóp này. Đỉnh chóp này thì là nó bằng nhau anh em nhé. Ok. Ok. Đó. Sâu xuống là bao nhiêu nhỉ? Mình quên, mình vẫn chưa đùa rồi. Nó có dao chín luôn. Ừ, có dao chín, anh nhìn 10 thôi. 1.5. Ok, 0.1. 0.1 10.000. Đó, anh em nhé. Mình sẽ lót lại luôn và mình đo lại này. Đo lại nó là bao nhiêu này. Cái đỉnh này nó là bao nhiêu. 24.5 à. Cái này mình sẽ trừ 24.5 nhé anh em nhé. Trừ 24.5. Ok luôn. Khứa cái rãnh này thôi anh em nhé. Cái rãnh này là rãnh sâu 9 này. Và rộng là 14 anh em nhé. Mình sẽ khứa cái rãnh này luôn anh em nhé. Cũng là 2 speed luôn anh em. Cần pin anh em nhé. Khứa luôn. Đấy, cái rãnh này. Ok. Sau chúng ta chỉ việc con tua an tinh lại thôi. Nó rất dễ dàng. 3.000. 15% ra. 1.5 là 0.1. 2. Chúng ta lưu lại luôn nhé. Đây chúng ta sẽ trừ là 12 cũng được. Vì là chúng ta ăn bằng 2 sở bít rồi. Anh em nhé. Thoải mái luôn. Đó. Đấy, và anh em ăn con tua giam với cái đoạn này. Hoặc là anh em ăn multipass nào cũng được. Thì mình sẽ lựa chọn là con tua này. Anh em nhé. Ui, chết rồi. Cộng tiếp rồi, ok nhé anh em nhé. Anh em chọn hai đường này cho mình. Tùn là con dao số 8 này, vẫn là chọn con dao 10 thôi anh em nhé. 2.000. Anh em sẽ ở đây là dương 0.1, 0.1 tự đưa cho mình nhé. 2D ép cắt không cần thiết anh em. Từ phát anh em để cho mình là 10 phát, 10 lần, mỗi lần là 1 ly. Ok nhé. Anh em trừ xuống cho mình là bao nhiêu thì mình không nhớ nữa. Đây, ok anh em. Đó là trừ 45 anh em. Trừ 45 cho mình. Đó. Cái độ lao dao thì anh em hoàn toàn có thể là để cao cao một tí cho nó lao cho nó nhanh anh em nhé. Đó. Đây, chúng ta lùi máy luôn thì nó cắt ra để thông công rãnh gì không. Ui. Thì tôi cũng rãnh đã cắt cho anh em nhé. Đấy, anh em có thể ăn tinh lại nhé. Mình sẽ không dẫn anh em ăn tinh nữa. Đây, cái này anh em ăn tinh lại này, thành anh em ăn tinh lại này. Anh em cắt xong thì em dựng lên anh em dựng lên nhé. Anh em phạt đây đi cho mình nhé. Tại vì nó cắt hai nửa nó có khớp ở đây. Anh em phạt thì nó sẽ hết khớp ở đây. Còn những cái khớp ở đây thì nó đứt ở đây rồi thì nó không còn khớp nữa anh em nhé. Đó, đây là con hàng nó cũng tôi nói là nhỉ, hướng dẫn gia công 2D là tương đối là lâu anh em nhé. Làm 2D nó mệt lắm chứ chả ai hứng thú thì làm 2D, nó không biết bao nhiêu chương trình này nó ra con hàng nhé.
Thế ban đêm thì mình chỉ cho hai cái lệnh này, nó loát lâu một tí nhưng mà nó xong ngay anh em nhé, nó chỉ tầm khoảng nhưng mà hướng dẫn được 2D con này thì 3D thì con này chỉ tầm 5 đến 7 phút là xong rồi. Nhá, anh em nhé, chúc anh em thực hiện thành công với con hàng block như thế này. Bye bye anh em.